À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cùng video hôm nay, đây là vườn cây bonsai của anh Nhân, có địa chỉ là An Nhơn, Bình Định. Thì vẫn tiếp tục, anh Nhân cũng có sưu tầm một số tác phẩm cây bonsai và cũng chia sẻ cũng như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em để cùng tham khảo và giao lưu. Và một khu vườn cũng khá là chật hẹp quý vị. Thanh Phú kính mong quý vị cùng anh chị em mình xem video cùng thông cảm. Và quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Chào anh. Chào anh Phúc. Chào anh em. Hôm nay mình cũng lên một cái clip cũng mới, cũng nhiều cây cũng mới lạ. Rồi mời anh chia sẻ một số tác phẩm bonsai tại thì vườn mình. Lên một cái đầu tiên, cây thứ nhất, cây một cây tiêu cánh nha. Cây sam trái. Một tiêu cánh sam trái. Cái này mời anh chị em mình cùng ngắm. Đó, cái chân rơ ở đây nha. Còn bộ rễ nó là to lắm. Chân rễ này là 40. Hoành 40. Mình đang ghi chỗ heo thân nha. Hoành của cây sam á quý vị. Tán nó là 70. Tán 70. Chiều cao 85. Tổng chiều cao từ dưới mặt chậu 85. Và anh đo cái dĩa luôn. Cái dĩa chiều dài, kích thước của dĩa luôn. Dĩa là 90. 90 chiều dài. Ngang của cái dĩa là 64. Ngang là 64. Thì cái cũng trái. Ba người bê của một cái tiểu cảnh được ký vào một cây sam trái. Cũng khá là phù hợp. Đây là sam trái nha quý vị. Sam trái, cái trái này. Cái này mình mới làm nha. Cái này là đắp trong này nuôi lượng đắp rất nhiều. Cũng tiểu cảnh rất đẹp. Anh chị em mình sở hữu về thì cũng được trang trí trước sân nhà hay là khu vườn. Các cái quán ăn nhà hàng cũng rất đẹp. Cái cánh này mình cái giá là 15 triệu nha. 15 triệu. Một cái cánh. Rồi, anh chị em mình có yêu thích cứ liên hệ với Nhân theo số điện thoại có trên màn hình. Rồi, mình chia sẻ tiếp luôn. Tiếp theo là một cây sam bông nha. Đây là sam bông. Cái đường thân nó rất là thân nó là 14. Thân 14. Còn bộ đớ dưới là khó đo nha. Bộ đớ nó chắc cũng 17 18. Thân to rất đẹp. Rồi đo chiều cao dưới cái tán luôn. Chiều cao là 83. Cao 83. Tán là 55. 55 tán. Trên này là hoàn thiện nha. Chỗ này mình mới cắt tay để nó nứt ra, mình làm cái bông này nữa. Dạ. Đang nứt rồi.
nằm trong chỗ cái chậu cũ. Cái này nó vô trong cái này lâu rồi nha, cái cục gỗ này. Đây có đường thân rất đẹp. Rồi, mình cái này chỉ... mình cái giá là 6 triệu nha. 6 triệu. Cục rất đẹp. Và đây là giấy Mỹ quý vị. Đế của nó là 32. Hoành 32. Còn chỗ cái cục này đó, cái cục. Cái cục này là 40. Hoành 40. Cái đó cái cục này quá nhỉ. Mình lên mấy cây quả giấy anh. Lên là 3 cây, đây cây thứ nhất nha. 3 cây hoa giấy. Thì bộ cốt cũng khá là đẹp quý vị. Anh chị em mình sở hữu gì mình sẽ dựng thêm. Rồi, mình cái này có giá 4 triệu à. 4 triệu. Cây hoa giấy. Và tiếp theo là cũng một cây giấy này. Cũng là giấy Mỹ quý vị. Những cây này có bộ cốt rất đẹp. 65. Hoành 65. Hoành cổ. Cổ 37. 37 hoành cổ. Cái này hoa giấy Mỹ là ghép cẩm thạch nha. Ghép tay chân cá hết rồi. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Dùng cẩm thạch thì cái lá nó cũng rất là đẹp quý vị. Các cái bướu. Chừng này rất hay. Anh chị em mình về nuôi thêm. Đây mình xử lý gom hết ha. Xử lý hết gom hết. Cái này mình có giá 5 triệu nè. 5 triệu. Cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Một cây cũng là giấy Mỹ nữa quý vị. Chân nó là 50. Hoành 50. Hoành cổ. Cổ nó là 21. Đây, rất đẹp nha. Có cổ ở đây trong cái đó này. Này cũng cẩm thạch là ghép nha. Tay chân nó nút hết rồi bông. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Mình mới xẻ bông ra nó để làm bông lại. Hai, anh chị em mình cùng xem cái bộ cốt. Dáng du nữ. Đẹp. Bướu. Được ghép cẩm thạch. Có giá bao nhiêu? Giấy Mỹ này mình báo giá là 4 triệu. 4 triệu. Rồi anh chị em mình yêu thích thì cứ liên hệ với anh Nhân. Cái số 3. Và tiếp cũng là tiếp mà một giấy Mỹ nữa nha. Giấy Mỹ nè. Mấy cái này đó, một đó nó đắt quá. Cái này cốt nó cũng là hay lắm quý vị. Hoành bao nhiêu anh? Đó của nó là 54. Hoành 54. Chân nó. Dưới nó còn chân. Cái chân nó đẹp. Nó khoanh như cái ốc. Như option. Cái này mình ghép giấy Nhật nha. Ghép giấy Nhật. Ừ, ghép giấy Nhật. Bông này rất đẹp. Bông này nó đón mà đẹp. Bông cực kỳ. Giấy Mỹ ghép giấy Nhật. Nếu anh em mà muốn không thích thì cắt cắt giật lại. Lại. Cái này nó quá. Cao hơn. Chiều cao nó là 46. Cao tầm 46 quý vị. Tán nó thì chưa đó gì đâu. Anh chị em mình có ấy mình cắt giật lại mình, tùy thích. Hiện tại là cây đang ghép giấy Nhật. Ghép rất đẹp. Mấy hôm mai mốt anh em thích được cái này khác cái này. Đúng rồi cái cho lại luôn. Được cái bộ cái cốt rất đẹp. Cốt như cái con ốc sên nè quý vị. Nó quắn lại đẹp. Thu gọn con ốc. Như con ốc mặt bên này. Cái này mình có giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Chân lên. Ở dưới mình khai thác thêm, nó còn nhận chân ở bên dưới. Đây là một tác phẩm cốc.
này một đứa là 78. 78 quanh. Đúng là cóc. Cái này ghép hết rồi nha. Cái đây dài bữa nữa nó nứt ra trái. Liền hết quý vị. Rồi không có lực hết lá cắt luôn. Rất là đẹp. Anh chị em cùng xem. Không còn lá cắt nào hết. Liền hết. Kích thước cao, chiều cao nó là 38. Cao khoảng 38 quý vị. Bán cũng 38. Tác phẩm nhỏ gọn như này thì rất đẹp quý vị. Đừng là ta đây ghép thành phẩm rồi. Đây mất cái giật nữa cho nó rút ra. Cốc thì cũng dễ nhanh có trái quý vị. Anh chị em mình cùng xem cho kỹ. Cái này mình có giá là 9 triệu nè. 9 triệu. Là Hải Châu. Hải Châu, cái này lá trung ghép nha. Lá trung ghép. Ghép cần xem. Cúc, yeah. Đế của nó là 48. Hoành 48. Cái này được vào cái chậu tượng quý vị. Eo nó là 23. Hoành thân 23. Cái đường co rất đẹp nè. Đây mình ghép cái cánh sen. Ghép cánh sen. Cái đây còn nuôi. Mình nuôi thêm nữa. Đây bộ chân. Đi cái đường co rất hay. Đi co lên. Cái này thì mình có giá 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. Một tác phẩm Hải Châu được ghép cánh sen. Tác phẩm me quý vị. Một tác phẩm me nha. Cái me này bộ đế nó có 52. Hoành 52. Bộ cốt chữ S rất đẹp. Eo của nó là 19. Thân 19. Cao là 55. Cao 55. Hiện tàng. Tán là 64. Tán 64. Bộ chân rất đẹp. Anh chị em mình tây xem. Tây chân già hết rồi nha. Có cảnh già hết rồi. Cái cò này tạo hồi nhỏ. Cây này mình có giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Một tác phẩm me. Cái dúi mini quý vị. Vào chậu tượng. Đó nó là 42. Hoành 42. Vòng này cũng lá bé. Lá nhỏ quý vị. Cái này dúi trái nha. Eo nó là 18. 18 thân. Anh đòi cái tán luôn. Tán nó là 57. 57. Cũng già. Già yeah, lắm nha. Già trắng. Thân tạo từ nhỏ. Cái dúi trái mini. Tay cành cũng to hết rồi quý vị. Vào một cái tượng rất là đẹp. Cái này mình bán giá là 2 triệu rưỡi á. 2 triệu rưỡi. Một cái dúi mini. Và tiếp. Tiếp là một cây kim thanh mai. Kim thanh mai vào một cái tượng quý vị. Đó là 30. Hoành 30. Chiều cao là cũng 30. Cao cũng 30. Tán là 49. Tán 49. Rồi nó già lắm nha, rất kẹp hết. Bộ đứa nó rất to. Thẹo là hết rồi, hết thẹo luôn. Cũng mít thẹo. Cho nên mới vừa rồi ra đợt bông. Đứa nó đẹp không? Thân nó cũng nu. Vào cái tường cũng đẹp. Cái này mình có giá là 3 triệu 8 nha. 3 triệu 8. Cái này nó vừa hết bông. Và tiếp lên. Là 3 cây sen trái nha.
ba cây sâm trái quý vị. Cây này là cái bộ đế của nó là 32. Hoành 32. Này cũng hàng phôi lên, cũng có một ít chi cành. Thân của nó là 14. Cốt nó cũng khá đẹp quý vị. Cây này là 28. Hoành 28. Hoành 20 mấy hết quý vị. Cây này cũng 28. Cái chiều cao của nó là 27. Cao tầm 27. 8, 37. Cây này dán quái. Những cái bộ cốt này nó cũng đẹp. Xem cái hết nha. Cái này cũng còn phôi nha, nuôi nha. Bộ đế rất to, đế bự lắm. Có bộ đế. Ba cái này mình bán cái giá là 6 triệu nha. 6 triệu, ba cây sâm trái. Cây sâm trái. Mini. Kiểu như một lô quý vị. Đế rất đẹp. Anh chị em mình cùng xem. Cốt nó cũng giống giống nhau. Tiếp là một cặp linh sam nha. Hai cây linh sam mini quý vị. Cái này của đứa nó 42. Hoành 42. Thân tây tàng luôn. Cái tủ hết nha. Cái này anh mới phật lá. Cái này đã yêu. Thân nó là 22. Thân 22. Bộ đớ chứ không nói. Cốt to. Cặp này mình bán là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi. Hai cây linh sam mini. Dạ lắm, cây này rất dạ. Có cái cốt nó cũng khá đẹp quý vị. Trăng đỏ sao anh? Cái vàng, cái lùng cái vàng. À cây vàng, cây đỏ quý vị. Cây vàng ở dưới là bộ đế của nó là 30, 11. Cây lùng đây là vàng quý vị. Đó. Cây này giờ đang làm, đang nuôi nha. Còn cái đây cái đỏ. Bên này là cây trăng đỏ. Bộ đế của nó là 26. Hoành 26. Thì đó nó cao 30. Tán nó là 40. Tầm mini bằng trà. Cây già lắm nha. Cây rất đẹp. Khiếp không? Cục. Cốt to lùng. Cái lùng này là cây vàng. Cặp này mình có giá là 4 triệu nha. 4 triệu. Một cây vàng, một cây đỏ mini. Hai cây cần thăng mini. Cái này đớ là 28. Hoành nó tầm 28 quý vị. Cái này cũng dạy ngang nhau. Cũng có một cái củ chiều cao là 27. Tán 42. Cái này tán 40. Chiều cao là 35. Dạ. Cái già rất đẹp nha. Dạ cây. Cái này già rất đẹp. Đứng củ đây chừng 1 phút. Cũng hệ mini. Này, báo giá là 3 triệu nha. 3 triệu, hai cây cần thăng mini. Hai cây hải châu mini. Cái này có bộ đế là 43. Hoành 43 quý vị. Chiều cao là 26. Cao khoảng 26. Tán 55. Tán khoảng 55. Là 35 hoành. Nhỏ nhưng mà cũng đẹp cây. Yêu. Yêu là 26. Hoành tầm 26. Yêu 26. Quái nha, phải được quái nha. Đi đường hai đường thân lên. Mini thôi chứ mà đẹp quá vậy. Cái này kỳ nó ôm như quá nha. Cũng đẹp cây. Cái này thì nó có một cục thân cũng khá là to. Đây là nó có cái lũ rinh nha. Nguyên một cái bờ lũ rinh của nó như lũ rừng. Rất là chắc. Cặp bao nhiêu anh? Cặp này giá là 5 triệu. 5 triệu, hai cây hải châu mini.
Rồi tiếp em. Một cây sam lượng tính nha. Một cây sam lượng tính được cấy vào cái hòn đồng bộ nữa quý vị. Một cái tiểu cảnh khá là gọn cây. Dàn chuẩn đó nó là 24. Hoành 24. Nói chung là cũng khó đo quý vị. Thân là 13. Thân là 13. Cao 63. Cao từ mặt chậu là 63. Tàn 65. Tàn 65. Một cây lưỡng tính tức là có hoa và trái đó quý vị. Một cây sam núi được vào một cái tiểu cảnh rất là gọn. Anh đo cái đĩa luôn, kích thước cái đĩa bao nhiêu? Anh chị em cũng hình dung được cái kích thước. Đĩa là 79. Dài 79. Ngang là 56. 56 chiều ngang. Một cái tiểu cảnh cũng khá là bắt mắt quý vị. Đi đường thân rất đẹp nha. Thân đẹp, chi tàn ổn định. Một cây sam lưỡng tính tức là có hoa và trái. Rồi mình là xoay một vòng đi cho anh em ngắm. Cũng rất là dễ trang trí quý vị. Sạch sẽ rồi. Cái tiểu cảnh cũng khá là đẹp. Nhìn rất cũng là thiên nhiên. Rồi, và tác phẩm này thì mình báo giá bao nhiêu anh? Cái này báo giá là 15 triệu. 15 triệu, một cái tiểu cảnh mini. Trên đó là một cây sam núi lưỡng tính. Rồi, anh chị em mình có yêu thích thì liên hệ với anh Nhân để mình tham khảo và sở hữu cái tác phẩm tiểu cảnh này. Thời lượng cũng hết. Cũng mong anh em có gì ủng hộ mình. Xin chào. Rồi, chào anh. Và thời lượng chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của anh Nhân có địa chỉ là An Nhơn, Bình Định, Thạch Phú cũng xin phép dừng lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.